Phần 12 Cuộc đời tâm ngã rẽ liệu có êm Đây là Thanh Tâm, em gái của tôi Còn đây là chị Yến Vi Ông Chen nắm tay Tâm ngồi xuống Giới thiệu với người đàn ông trước mặt Tâm chân chối nhìn người đàn ông được gọi là chị Yến Vi Ông ta chừng 40 tuổi Mày dâu nhãn nhụi, mắt kẻ đen, má phấn, son hồng, quần trắng tinh, áo von rũ Tâm không phải chưa thấy người như vậy Nhưng nàng không ngờ mình sẽ làm việc với một người như vậy đột nhiên lòng bàn tay của tâm nhột nhột nàng nhìn qua ông chen mắt ông ta nháy nháy liên tục em xin lỗi em là thanh tâm rất mong anh à chị tiếp nhận e hèm ai chứ anh chen thì vi tôi nhận em bao nhiêu tuổi chị vi nói giọng ẻo là pha chút trầm trầm như một người đàn bà lớn tuổi dạ em hai mươi tâm nói nhỏ ừ vậy được rồi bắt đầu chiều nay hai giờ rưỡi em đến đây chị xem em có khả năng gì chị sẽ nói chuyện cụ thể với em sau sao ạ à? hai giờ rưỡi tâm sực nhớ chiều nay nàng có lớp thì sao em bận à chị vi hỏi giọng hơi lạnh đi ông chen cũng nhìn sang tâm dò hỏi dạ dạ không có vậy chiều nay hai giờ rưỡi ạ à? em xin phép chị em về tâm mím môi nói vừa ngồi vào xe ông chen quay sang tâm mỉm cười chị ta vậy đó có tật nhưng có tài lớp người mẫu hàng đầu bây giờ 10 người thì có đến 3 4 người xuất thân từ lò đào tạo của chị Ta ra. Ông chen nói: "Dạ, em hiểu rồi. Tôi phải nói rõ với em thế này. Lò đào tạo của chị Vi, sở dĩ gọi là lò vì nó hoàn toàn tự do. Em thích thì tập, đi diễn, chia tiền tươi theo thỏa thuận trước, không có ràng buộc. Còn những công ty đào tạo người mẫu khác, tuy có chuyên nghiệp hơn, nhưng họ ràng buộc bằng hợp đồng." ăn ngủ tập trung giờ giấc thể dục làm đẹp ăn gì mặc gì hoàn toàn em không có lựa chọn ngược lại chấp nhận như thế thì lại được thù lao cao hơn khá nhiều em hiểu chứ ông chen nói huyên thuyên tâm lẩm nhẩm trong miệng như cố nuốt những lời ông chen vừa nói sau một lúc thông suốt nàng quay sang nhìn ông chen mỉm cười em rất cảm ơn anh đã suy nghĩ dùm em nàng nói thật chân thành ơn nghĩa gì hôn tôi một cái là được rồi ông cười hít mắt nửa đùa nửa thật tâm mỉm cười nàng ngã người qua đặt lên môi ông chen một nụ hôn anh tài xế nhìn qua gương hai mắt tròn lên e eh hèm ông chen cũng bừng tỉnh nhớ ra việc ở đây có người thứ ba cũng gần đến công ty rồi em lên phòng bàn công việc với tôi chút nhé ông nói nhỏ chỉ đủ nàng nghe dạ thôi anh em xin phép về để chiều đi tập tâm cúi đầu lý nhí ông nhìn tâm thoáng thất vọng rồi rất nhanh trở lại bình thường Nhìn bóng lưng Tâm đi vào bãi gửi xe máy của công ty, chợt ông cảm thấy mình già thật rồi. Tâm khép nép đi lên cầu thang, quang cảnh nơi đây khác hẳn buổi sáng, khắp nơi là người. Những cô gái mảnh khảnh, thon thả, bốc lửa khắp nơi, tụ ba tụ năm trò chuyện ồn ào. Nàng chú ý, điểm chung của họ là chiều cao, đa số gần tương đương nàng, có một số người còn cao hơn cả nàng. Cả khán phòng chợt im bặt, mọi người đều quay lại nhìn Tâm như đánh giá tâm lúng túng khẽ cúi đầu chào rồi nhìn xung quanh tìm kiếm chị vi mấy tiếng bột bột vang lên tập trung lại đây vi đứng từng xa vẫy tay kêu tâm lại tâm rụt rè đi đến cả tốp người mẫu nghiệp dư tập hợp rất nhanh và ngay ngắn điều này có lẽ hình thành do sự nghiêm khắc thường ngày của vi tâm hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nàng ngẩng đầu lên trước mặt tâm và vi có hơn 30 người hơn 30 cặp mắt dò xét nhìn nàng tâm chỉ cố gắng đặt lên môi mình một nụ cười thân thiện nhất có thể. Đây là thanh tâm, từ hôm nay sẽ là chị em của chúng ta. Các chị tới trước nhớ chỉ bảo dạy dỗ đàng hoàng có chừng mực nhé. Câu cuối Vi gần giọng như đe dọa. Vi quay lại nhìn tâm rồi thoáng nhăn mặt. Em lại góc kia. Lựa cho mình một đôi giày cao gót một tấc rồi quay lại đây. Tâm gật đầu không nói gì. Nàng đi lại góc đó. Âm nhạc bắt đầu nổi lên mọi người bên này bắt đầu tập đi trên sàn gỗ có vạch kẻ. Tâm đoán đó là mô phỏng lối đi trên sàn diễn. Vi ngồi bẹp xuống sàn, mắt nhìn chăm chăm bước chân của từng người đi diễu hàng ngang qua, tay chị ta nhịp nhịp trên đùi như bắt nhịp của nhạc. Ngưng! Hôm nay cô sao vậy? Thèm trai à? Chân không khép lại được sao? Giọng Vi chua lét như me xanh, lanh lảnh vang cả khán phòng. Mọi người cười ồ lên, cô gái bị Vi nói mặt đỏ tới mang tai. Nè! Lựa giày đi chứ, chị Vi La bây giờ đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng Tâm nàng bừng tỉnh quay lại bắt gặp một cô gái khá xinh đang mỉm cười với nàng đôi mắt cô ta thoáng ngạc nhiên khi nhìn rõ khuôn mặt hoàn mỹ của Tâm cảm ơn bạn Tâm lý nhí cô ta mỉm cười không nói gì cúi xuống loay hoay thử giày rồi đứng lên đi qua đi lại rồi lại thử đôi mới Tâm cũng chọn lấy một đôi nhìn còn khá mới nàng mang thử vào tay vịnh vào tường đứng lên thử dù tâm chưa bao giờ mang giày cao thế này chính xác là nàng không cần giày cao gót nhưng nàng khá hài lòng với đôi giày này không nên mang giày mới da cứng sẽ rất đau chân đấy cô gái bên cạnh nhắc nhở tâm hiểu ý cô ta quay sang nhìn cảm kích nàng đang định lựa giày khác thì tiếng vi đã vang lên này hai em bên kia sao lâu quá vậy tâm cười khổ đành sử dụng đôi giày đang mang đi đến những cô gái kia đang tập nhìn sang tâm với đôi giày mới ánh mắt lóe lên nhiều cảm xúc khác nhau thương hại hả hê ai trong các cô cũng trải qua giai đoạn đau khổ này lại đây tâm duyên tâm nhìn sang cô gái bên cạnh bắt gặp cô ta cũng đang nhìn mình chưa có cơ hội giới thiệu với nhau nhưng vi vừa thay họ làm điều đó duyên hôm nay bữa thứ mấy rồi sao không tự mua giày đi còn tâm sau hôm nay em nên mua một đôi giày một tấc gót nhỏ để tập đi trước tủ dày đằng kia chủ yếu là tập cho người đã qua bước cơ bản làm quen với các loại đế khác nhau vi nói hối hả không kịp lấy hơi đây duyên đi trước cho tâm xem đi vi chỉ vào vạch sơn đỏ dưới sàn nhà duyên đi đến đầu vạch sơn hít một hơi sâu chân bắt đầu bước đi khá uyển chuyển cả hai chân đều dẫm lên đúng trên vạch thẳng lưng lên đầu ngẩng cao đứa vào vô kia lấy chị tô nước coi vi la lên một cô gái nhăn nhó bước về hướng nhà vệ sinh. hai phút sau, cô ta cẩn thận mang về một tô nước đầy, miệng nhếch lên cười hả hê. duyên nhăn nhó nhận tô nước rồi từ từ đặt lên đầu mình. vẻ mặt cô căng thẳng thấy rõ. chân bước trên vạch nhưng không thể nhìn xuống. tâm tròn mắt nhìn hành động của duyên, nàng nhớ đến trò chơi đi cầu khỉ của mình lúc nhỏ. nhưng không phải tô nước mà là trái ổi, khi thì vú sữa, trái nào đó phải thật tròn tâm thầm nghĩ độ khó của trò chơi tuổi thơ của mình phải hơn xa bài tập này qua vạch bên kia đi tiếp đi tới phiên tâm tiếng chị vi vang lên tâm hít một hơi thật sâu đi đến đầu vạch nàng tập trung thật tốt tránh những ánh mắt soi mói bên kia nhìn sang hai tay nàng nhẹ nhàng đón tô nước từ tay duyên đặt lên đầu mình nàng bắt đầu bước đi chậm chậm rồi nhanh dần trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người bao gồm cả chị vi tốt lắm Lưng thẳng, đầu thẳng, hông đánh tốt, nhưng sao hai bàn chân em cứ bẹt ra hai bên thế? Có phải đi cầu khỉ đâu? Đi lại, mỗi chân thẳng về phía trước. Lời nói của chị Vi làm mọi người cười ầm lên. Tâm hơi ngượng, nhưng chị ta nói đúng, nàng quả thật vừa đi qua cầu khỉ. Lần thứ hai đi lại, Tâm mới cảm nhận được cái khó khi hai mũi chân hướng về phía trước, thăng bằng cơ thể mình khó hơn nhiều. A, à, tay Tâm vội đưa lên chụp chiếc tô vừa trao qua, nước tưới ướt cả mảng áo sau lưng vài tiếng cười đơn lẻ vang lên tâm không lưu tâm nàng tiếp tục đi hết vạch em có tư chất rất tốt cần tập luyện thêm nhiều bí quyết để thăng bằng trên sàn kết quắc là hai bắp đùi chân này đưa lên thì chân nọ phải nối tiếp liên tục sẽ tạo thành lực cân bằng hai bên em hiểu chứ ơ ờ, nhẹ tay thôi em đau quá tâm la lên đau đớn và nước mắt trào ra hai bàn tay thành đang xoa bóp hai bàn chân phồng rộp của nàng anh đau xót nhìn người yêu mình đau vì tập luyện sau ngày đầu tiên anh cúi xuống hôn lên chân nàng mùi dầu xanh sông vào mũi làm hai mắt anh ươn ướt em làm được không hay nghỉ đi nhé được chứ ngày đầu tiên em chưa quen thôi chị vi khen em tiến bộ nhanh đó tâm mỉm cười nhìn anh chị vi là ai hi hi anh không nghĩ ra được đâu chị vi là tâm ngồi dậy nói nhỏ vào tai anh xong che miệng cười ghê vậy thành dùng mình ghê gì em thấy như vậy có khi càng tốt còn hơn gặp một người đàn ông chân chính anh không sợ người ta dụ em mất à tâm lém lỉm trêu anh còn khuya anh không sợ trái tim của em anh còn giữ đây em không đi đâu thoát khỏi anh đâu tin không thành ưỡn người hai mắt cố tình trợn to lên em không tin tâm bắt trước anh vậy à vậy anh sẽ làm cho em tin tin đến năn nỉ anh thì thôi anh hét lên lao vào vật nàng xuống và ngấu nghiến anh đừng anh ăn gian tại anh dùng sức chứ anh tâm kêu ré lên vang cả phòng hai đùi tạo thăng bằng bước đi tâm chống cằm nằm sấp trên giường hai ngón tay điểm lên người thành diễn tả như hai chân đang bước đi đột nhiên mắt nàng sáng lên rồi gión rén ngồi dậy thành vẫn thở đều đều không hay biết gì nàng mở máy tính thành lên vào trang mạng tìm từ khóa fashion catwalk kết quả ra hơn 10.000 video. Tâm say mê nhìn những bước chân điêu luyện của những người mẫu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng nàng nhìn kỹ, nhận ra một điểm khác với những điều nàng được học. Hai bàn chân họ không đi trên một đường thẳng, mà là bước hẳn chéo qua nhau tạo thành đường rách rắc. Đôi thân thon dài cắt kéo làm cho cơ hông đánh càng nhiều hơn, nhìn từ phía sau, vòng ba tròn nhún nhảy thiêu đốt mọi ánh mắt đàn ông. Tâm mím môi suy nghĩ, nàng tin mình có thể làm được điều này nàng khoác lên người chiếc áo choàng tắm tâm rón rén đi lên lầu thượng nàng khẽ mở khóa bước ra ngoài trên này có một khoảng mái nhỏ thường chỉ dùng để phơi quần áo tâm mừng rỡ thấy giữa mái tầng thượng có một đường nứt xi măng chạy dọc hết mái nhà nàng đi lại một đầu nhắm mắt lại tập trung nhớ lại những hình ảnh vừa xem trên máy tính nàng chậm rãi bước đi từng bước hơ tâm suýt té bổ nhào vì hai chân nàng vướng vào nhau nàng bần thần suy nghĩ cố tìm ra lý do rồi quay lại chỗ cũ thử tiếp mắt nàng nhìn xuống hai đùi mình thật khó thấy khi có chiếc áo choàng phủ lên tâm mím môi nhìn quanh trời đã khá khuya đèn hàng xóm tắt tối đen nàng hít một hơi rồi quyết định để đùi nàng rõ hơn nàng muốn thấy rõ hoạt động của hai chân mình bầu trời đêm lạnh dần trên nóc nhà của anh tâm tập luyện không ai hay biết cơ thể nàng bóng loáng mồ hôi bước chân thành thục nhanh dần lên nàng bắt đầu cảm nhận sự cân bằng trong các bước chân cắt kéo mặt nàng đỏ hồng vì mệt cơ hông mỏi dã rời nhưng hai mắt nàng sáng lên niềm khao khát mãnh liệt lại tiếng vỗ tay bột bột tập trung nào tâm bỏ ngang bài tập sánh vai cùng duyên xếp vào cuối hàng hai tuần qua nàng đi tập luyện thường xuyên không bỏ một buổi nào tâm được hướng dẫn đủ thứ từ kết quắc tạo dáng xoay người đá chân kết hợp bạn diễn nam nữ tốc độ tiến bộ của nàng được gọi là thần tốc trong hai tuần nàng đã nắm vững cơ bản của người khác học trong hai tháng tuy nhiên nàng không dám nói với chị vi về những bước đi do tự mình mày mò học hỏi từ internet và vẫn luyện tập hàng đêm trên tầng thượng vì nàng thật sự chưa đủ tự tin và biểu hiện nghiêm khắc của vi luôn làm nàng e ngại tâm bắt đầu quen biết mọi người họ chỉ nói chuyện xã giao với nàng duy chỉ có duyên là khá thân với nàng Duyên rất hay tâm sự với nàng. Hoàn cảnh của Duyên còn khó khăn hơn Tâm nhiều. Duyên sinh ra ở Sài Gòn. Khi nàng 8 tuổi, ba nàng rước một phụ nữ khác về nhà, đuổi ba mẹ con nàng ra đường. Mẹ nàng đành mang chị em Duyên về Long An sống nhờ ông bà ngoại. Từ nhỏ cô phải đi theo gánh bánh canh của mẹ rong ruổi khắp nơi. 17 tuổi cô kiên quyết bỏ học, đi bán hàng phụ giúp gia đình. Xung quanh cô có rất nhiều chàng trai đeo đuổi, tuy chưa nhận lời ai, nhưng cô đã nhận ra mình có nhan sắc nên quyết định thời gian rảnh đi đến đây tìm kiếm cơ may đổi đời. Chị Vi đứng bên cạnh một người đàn ông cao lớn, khá điển trai, miệng mỉm cười thân thiện. Chị em trong hàng bắt đầu xôn xao gì dầm bàn tán, họ dường như rất phấn khích vì chuyện gì đấy. Hôm nay tôi muốn tổ chức một đợt kiểm tra. Có sự hiện diện của anh Phát, chắc ai cũng biết rồi. Anh Phát sẽ lựa chọn ra vài người để biểu diễn bộ sưu tập của mình. Sâu thời trang hè vàng lần thứ 6 sẽ diễn ra đầu tháng 9 này. Đây là một cơ hội cho các em. Cố gắng lên. Mọi người ngồi xuống sàn gỗ gì dầm bàn tán với nhau. Người đàn ông đó rút trong túi áo ra một đĩa nhạc đưa cho chị Vi. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế, không nói gì chỉ mỉm cười nhìn quanh. Ánh mắt anh ta chợt dừng lại chú ý về cuối khán phòng, nơi Tâm và Duyên ngồi. Tâm đang nói chuyện với Duyên không hề biết nhân vật chính hôm nay vừa để ý đến mình. Trời ơi! Giải thiết kế danh giá nhất mà Tâm cũng không biết sao vậy mà cũng đi làm người mẫu được sao trời duyên che miệng nói nhỏ hi hi không biết thiệt mà còn hè vàng gì đó là sao nhỉ tâm hỏi nhỏ bó tay rồi đó không xem tivi à là sâu thời trang của đài truyền hình tổ chức truyền hình trực tiếp đó mỗi lần đều có hơn 10 bộ sưu tập của những nhà thiết kế nổi tiếng nhất hội tụ cả trăm người mẫu nổi tiếng nhất vụ này sẽ cạnh tranh toé lửa chứ chẳng chơi đâu hai mắt duyên sáng lên như sắp được xem trò vui rồi chợt ảm đạm đi người ta cạnh tranh thôi tới bao giờ đến phiên chị em mình chứ bình thường chọn người mẫu đều như thế này à tâm hỏi tiếp không chỉ những người mẫu nghiệp dư làm nền như chúng ta thôi những người mẫu chuyên nghiệp thì tiếp xúc đơn lẻ duyên kiên nhẫn giải thích này nếu người mẫu nghiệp dư như mình mà được chọn thì thù lao khoảng bao nhiêu một sâu diễn phần của chị vi tính như thế nào tâm hồi hộp hỏi tôi khác gì tâm đâu chưa được đi bao giờ mà duyên chán nản nói nhưng nghe lòng mấy chị khác đi diễn thì thù lao một sâu khoảng 2 triệu chia cho chị vi phân nửa tâm há hốc không nói gì chỉ hai triệu thôi sao mà còn bị chia nửa lâu lâu may mắn lắm mới được chọn đi diễn vậy tại sao ai cũng tranh nhau mà làm nhỉ nàng đang tính hỏi điều thắc mắc của mình thì duyên nói tiếp có hiểu hen chẳng có bao nhiêu tiền mà ai cũng cắm đầu vào biết tại sao không tâm lắc đầu ngoầy ngoậy vì giữa tép diêu và tôm hùm là khoảng cách rất lớn khi người mẫu được xem là siêu mẫu là vơ đét của sâu diễn thù lao nghe nói có thể đến hàng trăm triệu một lần xuất hiện duyên hà hê nhìn đôi mắt trợn tròn của tâm đó chỉ là chính thức còn chưa kể bao nhiêu chuyện ngoài lề như tham dự sự kiện ăn uống thỏa thích còn cầm phong bì vài ngàn đô mang về hợp đồng quảng cáo vài trăm đến tỷ đồng đại gia bao quanh hột xoàn xe hơi làm quà tặng thế đấy tâm bần thần cả người sự khác biệt giữa người mẫu nghiệp dư và siêu mẫu quá lớn như con suối nhỏ và đại dương một bên tiền đếm không hết một bên thì chỉ được cái mác túi rỗng bèo nghèo không đủ tiền son phấn bản thân tâm còn chưa được xem là người mẫu nghiệp dư nàng phải làm gì đây tiếng vỗ bóp bóp xếp hàng vô tiếng nhạc nổi lên sen lẫn tiếng hét của vi làm tâm bừng tỉnh nàng đứng dậy đứng cuối hàng cùng với duyên từng người một sải bước trên sàn gỗ cố gắng bắt nhịp tốt nhất từng động tác xoay người đá chân đều được tính toán để tạo ấn tượng tốt nhất với anh chàng thiết kế trẻ anh ta chỉ gật gù rồi hỏi nhỏ vi rồi ghi xuống tờ giấy đặt trên đùi hàng người đi qua lần lượt bài hát trong đĩa cũng lặp lại tới lần thứ ba trước mặt tâm còn đúng một người chính là duyên nàng hồi hộp bồn chồn lòng bàn tay ướt mồ hôi Xuyên vừa đi xong, bước về hướng đám chị em tụ lại đứng sau lưng hai chiếc ghế của chị Vi và Phát, đôi mắt nàng nhìn tâm như cổ vũ. Phát hơi nheo mắt, anh ta đang thầm đánh giá tâm. Cô gái này thật đẹp, dù ăn mặc đơn giản, nhưng không giấu được dáng người tuyệt đẹp. Tâm hít sâu một hơi, chân vừa nhóm lên thì đột nhiên tiếng nhạc tắt ngóm. Hi hi. Các cô kia bật cười nghiêng ngã. Im lặng. Cười gì hả? Vi tức giận đứng bật dậy hét lên. Chắc đĩa hư để tôi xem thế nào vi quay lại nói với phát tâm lúng túng đứng tại chỗ hai tay đan xoắn vào nhau tôi xin lỗi không phải đĩa hư mà là máy hư vi nói với phát rồi áy náy nhìn sang tâm đáng tiếc phát chắc lưỡi đứng lên cả đám chị em bên kia ngoại trừ duyên đều biểu hiện hả hê ra mặt vì loại được một đối thủ mạnh tâm bần thần nước mắt lưng tròng ngay cả ông trời cũng không ủng hộ nàng đầu nàng cúi thấp nước mắt rơi xuống từng giọt không tâm cố gắng lên cần gì nhạc chứ đột nhiên duyên hét lên vang vọng cả phòng sau lưng nàng nhiều người bật cười két quắc mà không có nhạc ư vậy thì chẳng khác gì múa lân mà không có trống tâm bừng tỉnh phải không có nhạc thì sao chứ nàng sẽ tạo ra âm nhạc bằng đôi chân của mình tâm hít sâu một hơi nhắm mắt lại nàng tưởng tượng mình đang bước đi trên sân thượng nhà anh một người một bóng không gì e ngại tự do phóng khoáng chân nàng nâng lên bắt đầu bước hai chân loang loáng thật nhanh nhưng điểm nhịp theo một tiết tấu nào đấy vi há hốc nhìn tâm bước đi điêu luyện này của lò mình đào tạo ra sao không đôi chân như cắt kéo của tâm kéo cả cơ thể nàng uyển chuyển như không xương tâm mở mắt ra trong mắt nàng một sự tự tin vô hạn mọi người trước mắt thật nhỏ bé như những đứa trẻ ngơ ngác hâm mộ trước một nhan sắc trưởng thành thực thụ đám đông chị em tự động tách ra hai bên nhường đường cho tâm bước xuyên qua mũi chân nàng khẽ điểm xuống sàn một tư thế xoay người tuyệt đẹp kết thúc phần diễn của mình một cách hoàn hảo nhất hay tiếng vỗ tay bột bột vang lên đó là tiếng vỗ tay của phát đã đánh thức mọi người mọi người bừng tỉnh vi cũng vỗ tay mặt phấn khích rõ ràng chị ta quay sang nói nhỏ với phát mời anh ta vào phòng làm việc đẹp quá tâm giỏi quá duyên giao hò lao đến ôm trầm lấy tâm xấu tính lắm nha bồ học ở đâu hả duyên nói nhỏ vào tai nàng mình mình học lỏm trên mạng tâm đỏ mặt lý nhí là gì duyên tròn mắt hỏi trời trên mạng mà không biết cũng bày đặt làm người mẫu tâm thừa dịp trêu lại hi hi hai cô gái ôm nhau cười nghiêng ngã im lặng mọi người tập tiếp đi vi hét lên tâm vào đây vi vẫy tay gọi chào em em diễn tốt lắm." Phát lịch sự đứng lên bắt tay với Tâm. "Dạ, cảm ơn anh." Tâm mỉm cười, giờ đây nàng hoàn toàn tự tin với khả năng của mình. "Tôi muốn chọn Tâm làm mẫu chính cho mẫu thiết kế điểm nhấn của mình." Phát quay qua nói với Vi. "Nhưng mẫu đó được chỉ định do Nhật Vi rồi, thật đáng tiếc." Anh ta nói tiếp. "Lại là Nhật Vi sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà." Tâm thầm nghĩ, "Nhưng không sao, mẫu thứ xếp sau cũng rất đẹp." tôi sẽ dành mẫu đó cho em phát mỉm cười với nàng tâm chỉ gật đầu mỉm cười không nói gì về vấn đề thù lao vi nhắc nhở ừ xin lỗi tôi sơ ý quá như thế này đây là danh sách năm cô gái tôi chọn dĩ nhiên không tính tâm những cô kia thì thù lao như lần trước 3 triệu còn tâm thì tôi muốn nâng mức thù lao của em lên nhưng khổ nỗi em chưa có danh tiếng gì còn tôi thì bị phụ thuộc nhà tài trợ phát áy náy nói với vi em biết đấy tôi chỉ là một nhà thiết kế tôi không thể xoay sở gì nếu không có nhà tài trợ phát quay qua giải thích với vi dạ em hiểu mà có lẽ tâm nói nhỏ tôi có ý như thế này tối nay có một buổi tiệc của ông hoàng châu chủ tịch công ty nước khoáng thiên nhiên nhà tài trợ của tôi tôi mời em đi tham dự cùng tôi tôi sẽ giới thiệu em với ông ta biết đâu tôi có thể giúp em nâng thù lao của mình lên phát nói rất chân thành em tâm lúng túng trước lời mời bất ngờ của phát em nhận lời đi ông hoàng châu là chủ doanh nghiệp lớn hàng năm chi vài chục tỷ tài trợ cho các chương trình biểu diễn thời trang trên toàn quốc tôi còn chưa được gặp mặt ông ta nữa đấy chị vi nhắc nhở ánh mắt ra hiệu cho nàng nhận lời ngay dạ vậy em đi nhưng tâm chợt nghĩ đến việc mình chưa tham dự buổi tiệc thượng lưu bao giờ cảm thấy lo lắng không lo gì hết nếu em đồng ý bây giờ đi với tôi về showroom của tôi ở đó sẵn trang phục do chính tôi thiết kế, make up, làm tóc có sẵn luôn. Phát hồ hởi. Dạ. Tâm lại nhìn sang Vi như hỏi ý. Nhận được cái nháy mắt quen thuộc, nàng nói tiếp. Vậy em xin phép làm phiền anh. Tâm lên xe phát trong ánh mắt ngỡ ngàng ngưỡng mộ của mọi người. Ai cũng tò mò thắc mắc những chuyện xảy ra với Tâm. Ai đã dạy nàng những bước đi như thế? Chị Vi, sao chị không chỉ chúng tôi bước đi như thế? Một cô gái gan dạ nhất lên tiếng hỏi tất cả mọi người đều quay sang nhìn vi vi nhắm mắt lại nhớ đến những bước điêu luyện của tâm chị ta thở dài nói nghĩ tôi không muốn dạy mọi người sao những bước chân như thế tại việt nam theo tôi biết cho đến giờ chỉ có diễm phương là thực hiện được đó là những bước chân chuyên nghiệp của sàn kết quắc thế giới phù hợp với tỷ lệ chân và thân mình của người phương tây người ta gọi là tỷ lệ vàng các người mà cứ cố gắng đi như thế thì đừng nói là đẹp mà trông chẳng khác gì con lật đật tỷ lệ vàng tỷ lệ vàng cả đám thất thần lẩm bẩm anh ơi em đi dự tiệc khách mời chút tối em về nhé ừm em biết rồi bye anh tâm thở dài nhét điện thoại vào giỏ sách sao anh chẳng bao giờ nghi ngờ hay ngăn cản mình làm chuyện gì nhỉ anh quá tin tưởng mình sao vừa rồi tâm cố tình nói thẳng ra là khách mời dự tiệc xem phản ứng anh thế nào anh chỉ cần tỏ ra khó chịu không đồng ý nàng sẽ ngưng ngay lập tức và trở về nhà với anh Đối với nàng, ngoại trừ cha mẹ thì anh là quan trọng nhất. Nhưng anh hoàn toàn bình thường, chỉ dặn dò nàng không nên uống rượu bia, lái xe nguy hiểm. Thật không hiểu anh thế nào. Trước tới giờ Tâm chỉ thấy anh ghen một lần duy nhất khi thấy tấm hình trước mặt Ninh. Từ lúc đó trở đi anh như trai sạn, nếu anh không quan tâm, chăm sóc và thèm khát gần gũi nàng, có lẽ Tâm đã nghĩ anh không còn yêu mình. "Xong chưa em? Anh vào nhé." Đột nhiên giọng anh phát vang lên ngoài màn thay đồ, làm Tâm giật mình hoảng hốt. "Khoan, em chưa xong. Anh xin lỗi. Anh chờ ngoài này vậy." Tâm với tay lấy bộ trang phục treo trên giá, ướm thử lên người. Chất liệu mềm mại, màu sắc thật lạ, rất đẹp. Nàng thầm nghĩ không biết một chiếc váy như thế bán bao nhiêu. Thắc mắc của nàng ngay tức khắc được trả lời, trên bộ váy còn treo lủng lẳng giá bán. 12 củ. Tâm sững sờ, nàng chưa bao giờ mặc một bộ trang phục đắt giá như vậy. Tâm trồng chiếc váy vào người, gút dây lại. Nàng thoáng đỏ mặt nhìn mình trong gương, bộ trang phục này hơi mỏng. Sao rồi? Ra đây cho anh xem nào. Phát có vẻ mất kiên nhẫn. Dạ, em ra ngay. Tâm kéo màn treo sang một bên. Hai mắt phát sáng lên nhìn Tâm. Tâm ngượng ngùng, hai má đỏ bừng lên. Em, em không có. Có sao? Câu hỏi bất ngờ của anh ta làm nàng muốn chui xuống đất. Dạ không, hồi trưa em mặc áo thun dày nên không cần. Tâm lý nhí, không sao, không cần xấu hổ, em cứ xem anh như chị Vi là được." Phát nói. Tâm hơi ngỡ ngàng nhìn Phát, anh ta có vẻ rất đàn ông, giống chị Vi hay là thuộc nhóm phái mạnh. Nhìn em mặc mẫu này anh mới thấy mình thiếu sót, đúng là mẫu này không mặc áo nhỏ mới đẹp. Phát vừa nói vừa đứng dậy đi ra hướng tủ đồ, "Đây, bên dưới em nên mặc cái này." Anh ta đưa sang Tâm một chiếc nhỏ nhỏ, phía sau toàn dây, phía trước có một chiếc tam giác màu nuy tâm ú ớ nhìn nó rồi nhìn anh ta thử vào đi rất hấp dẫn đó phát nói tâm quay lại buồng thử đồ đây là lần đầu tiên nàng mặc quần loại này cảm giác chưa quen hơi khó chịu anh thấy sao tâm quay lại hỏi rất đẹp hợp màu da của em không nổi phô ra ngoài nhưng như vậy có giống tâm ngập ngừng hơi e ngại đó chính là hiệu ứng của màu nuôi mà gây tò mò chú ý rất quyến rũ bây giờ xử lý đến phần trên anh ta bước tới, tay xòe ra trước mặt Tâm, trong lòng bàn tay là hai miếng giấy mỏng hình nón và hai sợi mỏng hình lưỡi liềm, cũng có màu nuy. Tâm tròn mắt không hiểu. "Em không biết loại này ư?" Phát hơi ngạc nhiên nhìn nàng, Tâm lắc đầu mắt không rời khỏi nó. "Đây là miếng dán, sử dụng một lần, rất phổ biến mà. Bây giờ nếu em không ngại thì để anh giúp em một lần đầu." Phát đề nghị. Tâm thoáng chần chừ, nhưng nàng nghĩ anh ta sẽ không có ý gì với mình anh ta giống chị Vi kia mà. Vậy là Tâm không biết sử dụng nên đúng như lời đề nghị và Phát đã giúp Tâm. Sau khi giúp xong Phát lên tiếng. Em đẹp quá, anh khen thật sự đấy. Anh làm nghề này, rất nhiều người mẫu, ngay cả những người nổi tiếng nhất anh cũng đã thấy qua. Nhưng anh phải thừa nhận em rất đẹp." Phát nói rất tự nhiên. "Dạ, cảm ơn anh." Hai bàn tay Tâm ngượng ngùng nắm với nhau. Bất chợt Tâm nhìn xuống, "Trời ơi, anh nàng ú ớ. Phát hơi ngượng rồi nhún vai nói, em thông cảm. Phản ứng tự nhiên thôi mà. Tự nhiên, anh không phải giống chị Vi sao? Ai nói với em là tôi như vậy? Tôi là đàn ông đàng hoàng đó. Phát cũng ngạc nhiên nhìn nàng. Tâm hoàng hồn lùi lại phía sau. Sao anh gạt tôi? Anh nói xem anh như chị Vi. Trời! Thì ra là vậy. Ý anh là em nên xem anh thân thiết như chị Vi. Không phải anh giống chị Vi phát khổ sở giải thích đã vậy anh lúc trước còn cố tình tâm bực tức đỏ cả mặt cái đó cái đó anh xin lỗi em vậy dù sao lần thứ hai anh có hỏi ý em mà quả thật em quá đẹp nếu nếu đối diện với em như vậy mà không có cảm giác gì thì chắc anh là giống chị vi thật phát nói rất tự nhiên anh anh dẻo miệng lắm tôi không nói lại anh tâm giận dỗi toan quay vào trong thay đồ đi về tâm phát ngăn nàng lại anh xin lỗi mà đừng giận em đừng trách một người đàn ông hâm mộ sắc đẹp của em chứ tội nghiệp anh mà phát mỉm cười với nàng nụ cười anh ta thật đẹp đẹp đến nỗi tâm thầm nghĩ nó không nên thuộc về một người đàn ông thôi được rồi tâm nhìn anh ta lườm lườm phát le lưỡi thật dài vẻ mặt anh ta làm nàng cố nén cười sau đó tâm phải ngồi hơn một tiếng đồng hồ để hai nhân viên của